có nào giống như tôi, hôm nay tôi 18, 19 là vẫn còn mê mấy cái đồ chơi như vậy nè. Hồi đầu mua về tưởng là mì gói ai về là đồ chơi quải cái chưởng. Đúng là đồ chơi Trung Quốc có khác. Ở bên trong này nó có tầm hai mấy đến 30 cái hộp nhỏ lận, mà tại vì tôi mua về mà tôi sung quá tôi mở hết trơn rồi. Cho nên giờ còn có 10 hộp mà. Nó làm biến nghĩ cái ID hay sao á, cái hộp nhỏ với cái hộp lớn y chang nhau à. Để tôi mở ra cho mấy ông coi trong này nó có cái gì nha. Ấm mà Lasibur. Cái này là mấy cái đồ chơi mini nhỏ nha mấy ông. Món đầu tiên nó chính là đồ chơi bằng silicon. Món hai là một cái chai nước và cuối cùng nó chính là một hộp sữa dâu. Quá dữ. Để tôi mở hộp thứ hai coi có khác gì hộp thứ nhất không. Cái này tôi thường gọi nó là hầm bà lằng. Mấy cái đồ chơi trong này nó làm khác nhau hết. Nó chỉ có giống nhau là nó làm bằng silicon thôi nha mấy ông. Cái này là mấy cái hộp chứ nó mà tôi mở nha mấy ông. Quá trời quá đất luôn, quá dữ. Sẽ là quà tặng dành cho người bạn may mắn đã follow mình ở trên mọi nền tảng.